Đúng ra thì chủ đề âm dương trong phong thủy vẫn còn rất nhiều điều để nói, cũng như là cái ý mà hôm trước tôi nói về cái long mạch. Thực ra vì định nói một nội dung, tuy nhiên nó lại bao hàm ba bốn cái nội dung khác mà nếu mình không nhắc lại, không nói rõ lại thì rất nhiều người nhầm lẫn, cũng như là hiểu sai ý. Thậm chí là tất nhiên người mới thôi, còn người hiểu biết nhiều thì người ta lại sẽ kêu là thiếu thế này, thiếu thế kia thì kệ người ta thôi. Tuy nhiên hôm nay thì tôi sẽ chuyển sang chủ đề một chút là âm dương với con người trong mệnh lý. Vì ngày mai là đi công tác một tuần rồi nên là đổi chủ đề một chút. Hôm trước thì có anh khách hàng anh hỏi là muốn tìm hiểu nguyên nhân lý do tại sao mà cái cậu con trai thì có tính hơi nữ nữ, hơi nữ tính, tức là anh mới nói thế thôi, nhưng mà kiểu như chúng ta nhìn nhận là ví dụ người đàn ông nhưng mà tính lại đàn bà, yếu hoặc là nữ tính quá, tức là yểu điệu, hoặc là thích mặc đồ con gái, hoặc là thích chuyển giới chẳng hạn, hoặc là nữ nhưng mà tính cách lại đàn ông, đúng không? Thì những cái này chúng ta hoàn toàn xem được trong lá số. Thì cái xem cơ bản nhất là chính là cái tứ trụ dựa trên năm tháng ngày giờ sinh. Với người mới bắt đầu thì để các bạn dễ hình dung là trụ năm này, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ, tức là có bốn trụ, đúng không? Nên người ta gọi là tứ trụ. Và mỗi trụ đấy thì nó có một can một chi, các bạn hình dung không? Một can một chi thì bốn cái trụ nó có tổng 8 can chi, nên người ta gọi là bát tự, là 8 chữ, hình dung ra chưa ạ? Và khi phân tích thì chúng ta sẽ dựa vào cái can chi đó để chúng ta luận, và chúng ta biết được là cái đối tượng đấy là có thiên hướng nữ tính hay là có thiên hướng nam tính. Đầu tiên là nói về giáp bất. Giáp bất là đều thuộc về mộc, nhưng mà giáp thì người ta đánh giá là dương mộc và ất là âm mộc, có nghĩa là dương mộc, giáp mộc là nó tượng trưng cho những cây cao lớn, cây cổ thụ, dương mộc mà. Còn ất mộc nó là âm, tức là đại diện cho những cây cỏ nhỏ ở bên dưới, là sự mềm tính đấy, nữ tính, đúng không? Tương tự như vậy thì bính, đinh đều thuộc hỏa, nhưng mà bính thì đại diện cho hỏa mạnh mẽ, cao lớn, ví dụ như là ánh mặt trời, đúng không? Còn đinh hỏa thì đại diện cho những lửa nó yếu ớt, nhỏ hơn một chút, chẳng hạn như là lửa của cây nến, của cây đèn cầy. Mậu kỳ thổ thì cũng tương tự như vậy. Mậu thì đại diện cho những thứ to lớn, chẳng hạn như là một bức tường nó cao to. Còn kỳ thổ thì là cái đất nhỏ nhỏ, yếu yếu ở bên dưới. Canh tân kim cũng như vậy. Canh kim thì đại diện cho những sắt thép lớn, hoặc là vũ khí, binh đao, gươm. Tân kim thì đại diện cho những thứ yếu ớt nhỏ hơn, nên người ta hay dùng tân kim để mô tả với đồ của trang sức ngày xưa của phụ nữ, thì những thứ là kim loại nhưng nó nhỏ yếu hơn. Tương tự với nhâm quý thủy, nhâm là dùng cho nước lớn, nước lũ, còn quý thủy là nước nhỏ, nước mưa nhỏ tí tách chẳng hạn, thì đấy là sự phân biệt. Khi phân tích như thế thì tất nhiên là đi sâu vào chi tiết, là còn phải xem vượng suy nữa. Ví dụ là cái yếu tố âm nhiều là một phần rồi nhá, nhưng nó lại gì vượng nữa thì nó lại một người nam sẽ có nhiều cái khuynh hướng của nữ tính, hoặc là lá số của nữ mà có nhiều cái dương, đúng không, mà lại vượng nữa thì sẽ có nhiều nhu cầu về nam hóa, nên là cái tự bản thân gốc ở bên trong là cái đứa trẻ đấy nó có sự thay đổi và mong muốn sang chuyển hóa sang sự khác giới là ngay trong cái lá số đã có. Còn chi tiết thì còn rất nhiều phân tích, nhưng mà với cái người mới ban đầu thì các bạn có thể nhìn vào cái lá số tứ trụ hoặc bát tự đấy là có thể nhìn nhận được cơ bản rồi. Ví dụ bạn có thể xem luôn là hoa hậu ở chuyển giới Việt Nam tham dự Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2023, Nguyễn Hà Diệu Thảo, sinh 17 tháng 5 năm 2000 đây, đúng không? Thì tra cái lá số các bạn có thể thấy yếu tố tháng này, yếu tố ngày này,
yếu tố giờ này, đấy là cái xem cơ bản rồi đúng không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm và nhớ bấm hình quả chuông cũng như chia sẻ cho nhiều người được biết. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.